vô logic đúng không? Điều kiện A lớn hơn 0 khác 1. A thì bạn phải nhìn vô là ở đây nè. B lớn hơn hơn 0. B của mình là x nè. Vậy là x của mình phải lớn hơn hơn 0. Hàng này cũng lớn hơn 0, hàng này cũng lớn hơn 0, ba giống giống nhau à, viết một lần được không? Được. Sau đó tiếp tục đưa về cùng cơ số đi. Hàng này có phải là logarit 3 mũ 1 phần 2 x cộng logarit từ dưới nè, mang lên trên thêm dấu trừ là 3 mũ trừ 1. Có hiểu bước này chưa? Sau đó nhìn kỹ nè, nó nằm ở dưới dưới đây nè. Nằm dưới mẫu hết phải không? Xin lỗi, nằm dưới cơ số không? Bạn nè, logarit 3x cộng 1 phần viết này 1 phần 2 logarit 3x cộng 1 phần viết này. Được chưa? Rồi tự tính nhẩm, không biết thì lấy máy tính bấm này ra 2 nè. Này ra trừ, trừ 1 nè. Logarit 3x cộng 2 lần logarit 3x trừ logarit 3x bằng 6. Thấy 2 này có hiện tượng gì vậy? Giống. Giống đâu mà giống. Ủa, hút bớt được. Đôi. Thấy 2 không? Mang qua thằng máy. 1/3 6 nhân chuyển qua thành gì? Chia. Chia đi. 3. Rồi quen chưa? Vậy x bằng 3. Đó, lại nữa. 3 mũ 3. Dạ, dưới mũ trên. Bằng nhiêu? 27, có nhận không?